Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn Quảng Điền đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng để Quảng Điền triển khai thực hiện lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật qua phóng sự sau. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nội dung cốt lõi trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, trong những năm qua, xã Quảng Phú đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Việc xây dựng thành công mô hình trồng nấm dược liệu linh chi của gia đình ông Nguyễn Cho đã mở ra nhiều triển vọng trong vấn đề giải quyết bài toán. Ít nhất mỗi địa phương có một cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ước tính cơ sở sản xuất 6 đợt một năm với quy mô khoảng 4.000 phôi một lứa cho thu hoạch từ 25 đến 30 kg nấm khô, trừ mọi khoản chi phí cho lại từ 8 đến 10 triệu đồng một lứa. Nấm linh chi này là một loại nấm dược liệu rất là khó tán, không phải giống như các loại nấm ăn, cho nên là đòi hỏi phải là quy trình sản xuất với thẳng nói chung là phải bảo đảm công nghệ cao. Tức là mình làm cái gì cũng phải là chất lượng mọi mặt. Huyện Quảng Điền cũng là lấy cơ sở này làm một cái cơ sở là qua như huyện nông thôn mới nâng cao. Cùng với việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Quảng Điền còn vận động nhiều hộ gia đình quy hoạch cải tạo vườn tạp, tạo môi trường cảnh quan làng nghề ngày càng xanh, sạch, đẹp, gắn với phát triển du lịch. Và tôi nghĩ rằng là cái nông thôn mới nâng cao, đó là mục tiêu mà chúng ta cần theo đuổi. Mặc dù bước đầu thì có những cái khó khăn, nhưng mà đó là khó khăn tạm thời. Còn lâu dài là mọi người chúng ta đều thấy. Vì sao? Khi đều thấy một số nơi như Hà Cảng có nông thôn mới nâng cao, đường xá đẹp, có điện, có đài hay cả, người ta rất là thích, từ đó người ta hưởng ứng. Chứ được đấy mà nói chuyện mà muốn nộp người 10.000 tấn điện, rất là khó, mà chứ là họ là ok hết. Từ nguyên xây từ trong ra ngoài, từ ngoài trong, từ giải phóng bằng, từ làm để mà sạch sẽ được. Đối với Quảng Phú là một trong những đơn vị được chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì qua quá trình triển khai thực hiện, thì đến hôm nay là qua ra soát thì cơ bản là đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Và hiện tại là địa phương là đang còn hoàn thiện hồ sơ để đề nghị các cấp có thẩm quyền là xét công nhận. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Quảng Điền đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, khởi sắc, khang trang, sạch đẹp hơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới. Thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Tổng nguồn lực huy động từ năm 2010 đến nay đạt 4.661 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp bình quân đạt 3,8% một năm. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 1.119 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một người một năm. Huyện đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ và được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm định vào tháng 12 năm 2021. Bài học kinh nghiệm của huyện rút ra qua quá trình xây dựng nông thôn mới là sự quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là ban vận động của các thôn vào cuộc, cũng như là sự ủng hộ và người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Thì như từ những cái đó thì giúp cho huyện là có những cái đạt được những cái bộ mặt trong cái cảnh quan môi trường cũng như là trong thu nhập và tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay huyện Quảng Điền đang triển khai thực hiện lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2022 có thêm ít nhất 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại đạt từ 1 đến 2 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu kế hoạch, huyện Quảng Điền tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị và phát triển bền vững, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực của địa phương để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Quảng Điền còn chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến kinh doanh nông nghiệp, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người dân nông thôn.